Hello anh em, mình là Đan và chào mừng anh em đã quay trở lại với Smash sau Tết rồi cũng như sự kiện ra mắt nha. Và Samsung đã cho ra mắt một sự kiện để giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới của hãng. Và mình biết là sản phẩm mà anh em cũng quan tâm nhất, cũng là sản phẩm mình thích nhất, chính là con S22 Ultra này. Thì rất nhanh thôi, mình đã có bài trên tay em nó thì để xem nó có gì đáng để anh em kỳ vọng không nha. Như thường lệ, đường sản phẩm mình để ngay phần mô tả video, các bạn đặt hàng ngay tại CellphoneS để nhận nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi. Rồi, quá nóng, mình cùng vào intro nào. Đầu tiên sẽ nói về thiết kế bên ngoài trước. Thì nếu các bạn lướt mạng xã hội hoặc là xem YouTube nhiều thì những ngày hôm nay cũng khá là nhiều những hình ảnh rò rỉ của em nó xuất hiện trên mạng. Mình cầm lên tay á, thì mình có một cái cảm nhận là đây là một sản phẩm có thiết kế khá là mới của dòng S, và nó có hơi chút giống với lại dòng Note, và đặc biệt là phần dưới với bút S Pen. Cảm nhận thứ hai là chiếc điện thoại này có kích thước cũng như trọng lượng khá lớn, với độ dày lên đến 8,9mm và trọng lượng gần 230g. Thì chiếc điện thoại này tương đương với lại những gaming phone. Tuy nhiên bù lại thì các bạn sẽ có một cái thời lượng pin lớn hơn, cũng như là sẽ có bút S Pen được tích hợp ngay trên máy. Đi chi tiết vào các cạnh thì bên trên chúng ta chỉ có một cảm biến thôi, bên cạnh trái cũng sẽ không có gì cả. Cạnh bên dưới bao gồm nút S Pen như mình đã giới thiệu, một cái loa ngoài, một cổng sạc Type-C và một khe SIM. Trên phiên bản S22 này thì các bạn có thể sử dụng eSIM hoặc là SIM nano vật lý bình thường đều được. Bên cạnh phải sẽ là nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Chi tiết vào mặt lưng, cụ thể là cụm camera, thì ở đây có một thiết kế mà mình đoán nó sẽ là một xu thế mới, chính là nó không còn cụm camera nữa, các bạn chỉ có còn những cái camera tròn được nhô lên thôi. Với thiết kế này thì bạn nào thích sự đơn giản sẽ cảm lòng với chiếc điện thoại này. Và do không còn cụm camera vuông nữa nên về tổng thể không chỉ nhìn gọn hơn mà kích thước độ dày thật của con S22 so với lại con S21 cũng được giảm hơn đáng kể ở phần cụm camera này. Về mặt lưng chúng ta sẽ có tổng cộng 4 tùy chọn màu sắc, và cả 4 tùy chọn này đều được bán tại 7S. Mặt lưng này được làm bằng kính và sẽ tương tự với lại mặt trước, được làm bằng kính Gorilla Glass Victus Plus. Và tương tự với lại những đàn anh trước thì mặt lưng này cũng sẽ không để lại quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Các bạn mua về không cần ốp lưng cũng không cần dán thì cũng không sợ cái việc bám bẩn. Đi vào mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1440x3080 pixel và mật độ điểm ảnh đạt gần 500 dpi. Điều đáng tiếc là camera selfie nó sẽ là một camera đục lỗ chứ không phải là camera ẩn trong màn hình hoặc là một cái công nghệ gì đó mới. Nhưng mà bù lại công nghệ màn hình trên chiếc điện thoại này mới là điều ăn tiền so với là những điện thoại khác. Không chỉ có một cái kích thước lớn, một độ phân giải lớn, một mật độ điểm ảnh lớn, mà công nghệ màn hình trên chiếc này chính là Dynamic AMOLED 2X với 120Hz, HDR10+ và độ sáng có thể đến 1750 nits với những nội dung HDR. Với trải nghiệm cá nhân của mình thì chiếc màn hình này đáp ứng gần như mọi nhu cầu luôn. Nếu các bạn xem phim nào mà màu tối và có màu đen xuống sâu thì những chi tiết vẫn lên nổi bật. Ngược lại với những nội dung màu sáng thì HDR10+ chiếc điện thoại này sẽ không làm các bạn thất vọng. Tiếp theo về phần cấu hình thì tại CellphoneS các bạn không chỉ có nhiều lựa chọn màu sắc mà các bạn có thể lựa chọn nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau, từ 8GB RAM đến 12GB RAM, 128GB biểu trong đến 512GB biểu trong. Còn con chip sử dụng sẽ là Snapdragon 8 Gen 1. Đây là con chip mới nhất của Qualcomm và nó thực hiện dựa trên tiến trình 4nm mạnh nhất và mới nhất của Qualcomm hiện tại. Nói thêm tí về công nghệ camera cho chiếc điện thoại này. Với điều kiện đầy đủ sáng thì màu lên cực kỳ tốt, màu sắc lên tươi và không có hiện tượng bị sai lệch màu. Thử với điều kiện khó hơn, chụp ngược sáng và mình chụp thẳng vào mặt trời. Thì do máy tự động bật HDR nên chi tiết lên cực kỳ tốt. Phần mặt trời dù đang bị ngược sáng nhưng chi tiết vẫn lên cực kỳ tốt và không có hiện tượng đồng tâm giữa những cái mảng màu. Ngược lại vùng tối tấm ảnh, cụ thể là chiếc vành xe đây, thì các bạn có thể nhìn thấy rõ màu sắc cũng như là thương hiệu mà chiếc xe đang chạy. Nói tóm lại là không gì để chê ở điều kiện đầy đủ sáng. Một công nghệ khác của camera được giới thiệu trên con S22 Ultra này là 100x Bay Zoom. Thì như các bạn thấy trên màn hình, mình đang chụp mà không cần tripod hoặc dựa một cái gì cả, nhưng mà khả năng chống rung với họ cực kỳ tốt. Và khi mình zoom vào 100x thì điểm ảnh vẫn nằm yên và không hề có hiện tượng bị nhòe hoặc là sai lệch màu. Biểu tượng ở tòa nhà cách gần 1km lên cực kỳ tốt, thậm chí mắt thường các bạn cũng chưa chắc nhìn rõ cái biểu tượng này. Nói thêm tí về bút S Pen thì như các bạn biết, đây là dòng S đầu tiên được trang bị bút S Pen, con gần nhất là con Note 20 cũng ra mắt khá lâu rồi. Và tất nhiên cây bút tặng kèm này sẽ tương thích với lại con Tab S8 vừa ra mắt cũng như là những cái dòng thấp hơn ví dụ Note 20. Theo công bố của Samsung thì cây bút này có độ trễ hơn 70% so với thế hệ tiền nhiệm, nên sẽ cho các bạn một trải nghiệm viết cũng như vẽ tốt hơn so với lại Note 20. Cuối cùng về thời lượng pin 5000mAh. Theo công bố của Samsung thì con số này có thể sử dụng liên tục 2 ngày với những tác vụ cơ bản. Và với sạc nhanh 45W đi kèm máy thì chỉ cần 10 phút sạc pin các bạn có thể xem thêm 4 tập phim nữa. Do thời lượng trên tay cũng khá là nhanh nên mình cũng không có thời gian test game cũng như là chấm điểm auto, thì chắc phải hẹn các bạn ở video đánh giá chi tiết ở phía sau. Rồi, tổng kết video lại, Samsung S22 Ultra đây sẽ là một cú hit vào thị trường smartphone, đặc biệt là flagship đầu năm 2022, cũng như là một đòn trả đũa với lại những đối thủ cạnh tranh. Như thường lệ, đường sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. CellphoneS đã mở đặt hàng sản phẩm này kèm với nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi. Các bạn thấy con hàng này sao? Thì để lại comment ngay bên dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn thấy video này hay, mỗi mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.